sức khỏe và cuộc sống à, xin mến chào tất cả thính giả của chương trình sức khỏe và cuộc sống thưa tất cả quý vị với chương trình này thì chúng ta vẫn tiếp tục với những uh, mục tiêu của chương trình đó là hướng đến những vấn đề mà uh, liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe thai kỳ. Uh, những cái đề tài mà chúng tôi lựa chọn thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ rất là gần gũi ha và rất là thiết thực đối với tất cả mọi người. Uh, không chỉ đón nghe những cái thông tin uh, như vậy đâu. Uh, quý vị còn có thể đặt câu hỏi cùng với khách mời của chương trình uh, về những vấn đề như Kim Ánh đã nói đó là sức khỏe sinh sản, sức khỏe thai kỳ uh, và như đề tài ngày hôm nay nữa một cái đề tài rất là hữu ích chích ngừa trước khi mang thai như thế nào thì quý vị nếu mà chúng ta có những cái thắc mắc thì chúng ta cũng có thể trao đổi cùng với khách mời của chương trình và thưa tất cả quý vị ngồi cùng với Kim Ánh trong phòng thu của chương trình ngày hôm nay à, xin được trân trọng giới thiệu cùng với tất cả quý vị một bác sĩ cũng rất là quen thuộc đối với chương trình sống khỏe cũng như chương trình sức khỏe và cuộc sống à, bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thanh Vân, trưởng khoa khám dịch vụ của bệnh viện Từ Dũ. À, và rất cảm ơn bác sĩ dành thời gian để đến với thính giả của sức khỏe và cuộc sống ạ. Chào Kim Ánh, xin chào quý vị độc giả của sức khỏe và đời sống à, sức khỏe và cuộc sống. <laughs> dạ. À, thưa bác sĩ Thanh Vân À, có thể nói là đối với các à, chị em phụ nữ khi mà chúng ta chuẩn bị mang thai đó và đặc biệt những người mà chúng ta biết quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình cũng như là sức khỏe của con thì một trong những cái vấn đề mà cũng được chị em phụ nữ đặc biệt quan tâm đó là chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào cho cái quá trình mang thai của mình ừ. nó có một cái sức khỏe tốt cho bản thân cũng như là cho con và một trong những cái vấn đề mà luôn luôn được à, các bác sĩ nhắc nhở đó là vấn đề chích ngừa trước khi mang thai à, à, và và rõ ràng đi chích ngừa thì ai cũng biết là phải là như vậy rồi cho nên là bác sĩ mới dặn mình mà dặn cũng rất là kỹ nên chích cái gì chích vào thời điểm nào nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung cụ thể như vậy thì chắc có lẽ là bác sĩ thanh vân cũng sẽ giải thích cho các thính giả được biết là tại